02, 02, 03 vậy. Mấy cha con nó làm gì mà ầm ầm vậy trời. Alo. Chia sẻ like giùm em đi mấy chị. Chị nào mà đã có quà rồi thì nhường cho người khác giùm em ha. Giống như chị Ngọc Quỷ Quỳnh này, nãy giờ em có tặng chị rồi phải không? Tặng rồi nhường cho người khác giùm em những cái phần quà khác. Mấy chị chia sẻ đi, em tặng quà cho mấy chị. Bị đứng like hoài hả? Hồi nãy chị có vô chị coi em không? Chắc do cái mạng của em quá. Đứng hoài luôn hả gái? Chị nào mà mình đã có quà rồi thì mình nhường cho người khác giùm em. Chia lẻ sẻ công khai trên Facebook ha. Chia sẻ công khai trên Facebook giùm em. Cái cục sạc này của em biết đâu rồi. Chưa có sao, em nhớ em có tặng chị rồi mà ta. Em nhớ em có tặng chị rồi á. Hồi nào giờ không có luôn hả? Nay giờ không có tặng luôn hả? Kỳ vậy. Chốt giùm em tặng không đồng. Tặng không đồng. Chị nào chưa có quà thì comment giùm em tặng không đồng. Nói chung là coi thì em không coi nhưng mà em nhớ mãi mãi vậy thôi. Comment giùm em là tặng không đồng. Tại em phải nói bị gì đúng không? Ừ, sao mà nó bị gì? Chị Hằng Quỳnh, em cũng chưa tặng chị luôn hả chị Hằng? Coi trong phòng bên kia có không, mẹ cũng đang kiếm nè. À vậy là do Facebook của chị rồi hả? Ách dậy quá, hèn gì. Chị nào chưa được nhận quà tặng thì cũng kia ba đi, đây để mày đi tặng được. Tặng không đồng chốt chị ăn mai nè. Em đang tặng với chị xe số 6. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em đi mấy chị. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em. Lâu rồi nhường cho người khác. Có là được rồi chị. Có là được rồi. Có tặng là mừng rồi. Quỳnh Thanh tặng cho Quỳnh Thanh luôn. Một bộ xe số 6 nha. Tặng tùy hỷ giùm em. Đừng giận hờn. Ủa tặng sao tặng nó xe không phải xe của tôi nha. Chốt Ngọc Huệ Quỳnh nè. Tặng cho Ngọc Huệ Quỳnh nè. Bộ đang bận 120 chị Linh đẹp lắm. Em tặng chị Hiền Nguyễn một bộ nè. Em tặng cái này là size số 6 nha mấy chị nha. Bộ em đang bận là 120 đẹp lắm, giải xịn nha chị. Comment là được tặng chứ không phải mua. Mấy chị thương em thì mấy chị ủng hộ em mà chia sẻ giùm em lên đi, chứ có bốn mươi mấy người vậy em tặng là em lỗ. Tại em nãy giờ em chưa bán được bộ nào hết mà vô thấy tặng không à. Mấy chị chia sẻ giùm em, có bốn mấy người coi em tặng là em chết luôn. Ừ, ai không lấy tôi lấy cho. Không, em tặng số 6 thôi, chị nào không lấy thì nhường cho người khác. Vậy chị Hiền ra nhường cho người khác đi. Hiền Nguyễn. Tại vì lòng tốt của em rồi mà tặng mà còn phải vừa mấy chị nữa thì trời ơi trời. Tự giận mẹ nó cho rồi thiệt chứ. Mấy bà chia sẻ giùm em đi mấy bà, chứ chia sẻ gì mà có 50 người coi mà bây giờ em tặng 4-5 bộ rồi, tội nghiệp em mấy chị.
tội nghiệp em mấy chị ơi. Anh ơi, anh cho em mượn cái điện thoại của anh cái coi. Cho em mượn cái điện thoại của anh. Pin rồi. Đang mặc có size 4. Đang mặc có size 4, được tặng là cảm ơn shop nhiều rồi. Cảm ơn chị Quê. Em tặng bây giờ còn số 6 thôi. Thanh Thủy Phạm, tặng cho chị Thanh Thủy Phạm một cái này, chia sẻ mạnh lên giùm em thêm mấy cục vàng, ví dụ như vậy không phải sang mình cho người khác. Thôi đâu. Lấy cho chị số 6 tay cánh tiên hả? Số 6 tay cánh tiên mình còn màu nào vậy chị? Chị lấy beo không? Hả? Chị lấy beo không? Lấy cho chị Phương Nguyễn beo đi. Quỳnh Thanh chia sẻ giùm đi Quỳnh Thanh ơi. Tặng bảo không vừa thì cho. Trời ơi trời, khổ thiệt mấy chị. Tặng mà còn phải vừa mấy chị luôn hả? Giờ còn số 6 tặng số 6 rồi tặng. Bây giờ còn số 6, bây giờ đi may đi ngang. Ừ, điện qua xưởng may gấp liền thay của mấy chị để tặng. Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Chia sẻ giùm em đi. Tặng chứ tặng mặt không vừa rồi sao? Trời, chị hỏi câu em nói thiệt với chị, thiếu điều muốn chửi lộn với chị. Chị nói câu vậy là em biết người chị sao liền. Trời, không vừa thì mình cho người khác. Có gì đâu quà tặng mà mấy chị. Không phải mấy chị mua mà mấy chị mặc không vừa thì mấy chị nhảy lông đỏng dựng dựng lên. Còn cái này mình quà tặng, trời ơi đã tôi nói rồi. Tặng là không có cái này cũng cái kia à. Sao em bỏ tiền ra em mua đồ em có rồi em tặng cho mấy chị mà mấy chị làm sao vậy? Nói em nghe coi mấy chị đang bị cái gì. Nói cho em nghe coi là mấy chị đang muốn cái gì vậy em. Và mấy chị thích cái gì. Nói đại đi. Bây giờ mấy chị muốn gì nè. Nói đại đi, em gái cho luôn nè, muốn cái gì? Muốn nhà em hay xe em? Xe máy em có, xe du lịch em có. Muốn đất em hay là muốn gì nói luôn, em cho luôn mẹ cho gọi cho vừa bụng mấy bà. Rồi sao vậy? Thiệt em muốn khóc luôn á mấy chị, thiệt á. Người ta tặng quà là 100, 200 người coi người ta mới tặng cho mấy chị. Để có lượng tương tác người ta đổ về, người ta bán đồ, người ta gỡ vốn lại, mấy chị hiểu không? Còn cái này là tấm lòng của em tặng cho khách quen của em. Em không đòi hỏi các chị phải mua đồ bên em mới được tặng luôn. Hiểu không? Trời ơi, vui vẻ đi mấy chị. Bữa nay sao vậy? Bị chồng chửi hay gì? Hay cái lộn với chồng? Trời ơi. Khổ thiệt chứ, tặng cho chị Linh Nguyễn một bộ đi. Cánh tiên em còn đều say. Dạ. Trời ơi, em không biết. Là chị tặng chị cho 8 bộ. Em nói trước là tại vì cái này em còn số 6 không hà. Em tặng cho các chị số 6. Trời ơi trời, em năn nỉ mấy chị quan hệ nhận được đồ của em. Đừng kỳ kèo đòi hỏi giùm em một cái. Trời ơi trời, mấy chị còn đòi gì đó em nữa trời. Tại tôi thấy vậy thì nói thôi chứ tôi không cần tặng. Ủa em cũng đâu có nói gì đà chị đâu. Thấy thì nói, nhưng mà chị nói á, thiệt á, chị nói chuyện mình cũng lớn rồi. Chị hiểu không? Nãy giờ em cũng không có nói là cái gì hết trơn á. Ví dụ như bây giờ chị không mua, chị không thích cho chị thì chị xin quà gì chị tặng cho người khác, người ta nghèo nhóc kìa bà ơi. Có nhiều người ở đây có xin gì cho mấy chị có mặt đâu. Khách như em nhiều người á, có mấy chị có mặt đâu, mấy chị về mấy chị cho mấy người nghèo khổ không cũng có vậy. Ở sơ kế bên mình nè, đâu phải mình nhận cho bản thân mình đâu. Tự nhiên chị vô nói xin không vừa xin làm gì. Vậy là con người chị là trên cuộc đời này chỉ có một mình chị thôi, chứ chị không có ai khác nữa hết á. Chị chỉ biết chị thôi à. Ngộ quá à. Người ta còn xin đồ đi từ thiện nhóc rồi chị, em nói thiệt luôn á. Em cũng đâu có nói gì là chị đòi tặng nó em đâu. Em cũng đâu có nói gì chị đâu. Nhưng mà chị cảm thấy chị comment như vậy có đúng không?
Bây giờ chị có nói vậy chị đúng không? Nếu như mà chị đúng, chị nói là tôi nói vậy không sai, chị comment lên đây em xin lỗi chị nha. Tôi nói vậy là tôi không sai. Chị cảm thấy trong sâu thẳm cái thẳm cái lương tâm mình nói ui đồ tặng, đồ ba đồ quỷ này mà không vừa lấy làm chi. Đúng thì em xin lỗi chị, còn không đúng thì chị ra khỏi like em nha. Nốt bà này vô đây luôn. Đó mất tiêu rồi, tương ứng chim ứng rồi đây. Đợi em chút xíu. Nhà không có người mặc được, lấy cũng cho vậy lấy chi. Trời ơi trời, con lại mẹ. Chốt cho chị. Chốt cho cha tặng cho em đi diễn diện bộ nè. Con lại mẹ thiệt chứ. Thôi. Không, bà này chắc giàu lắm. Cái kiểu mà cái kiểu vậy là giàu nứt luôn á. Thầy giàu nứt đứng luôn. Nói gì đó, phải chi mà em lên mà em tặng mấy chị, mà em tặng bộ đồ mấy bà mà em chửi mấy bà, chửi lên chửi xuống mấy bà thì mấy bà không cần, hiểu không? Có nghĩa là không cần tặng tôi mà chửi tôi quá tôi không lấy, hiểu không? Hiểu không? Đó cái like rồi em tặng ra này em cũng tặng thì giận em đúng không? Giận em đi. Ừ, còn cái này em tặng em tha thiết mấy chị chia sẻ giùm em thôi, em tiếp cận được nhiều khách hàng để em bán hàng, chứ không có ở tù ở dạ gì hết trơn, không có làm trái pháp luật, không mua bán cái mai phí gì hết ha. Rồi đúng rồi, trời ơi đồ em cho từ thiện ngoại gì, em mặc số 1 mà em từ thiện mà em còn ngại luôn á. Lấy cánh tiên hả? Cánh tiên còn ít lắm, lấy cánh tiên đi, đưa cánh tiên cho em đi. Đồ em mà em nhiều khi em từ thiện em còn ngại tại vì em có chút ác hà. Cái chị thấy lên like em mự vậy chứ em từ thiện ta em ngại, em ngại ta mà không vừa đó. Sao vậy ta? Bởi vì em nói mấy chị em bởi vì em nói mấy chị thôi. Tại khi em cho đồ mà em chưa cho em chửi trên đầu trên cổ á, trên đầu trên cổ em chửi xuống hay nó nặng nó nhẹ gì mấy bà thì mấy bà nói em được. Ừ cho mày chửi quá thôi tôi vậy tôi không lấy, tôi đắt thì lấy, nói vậy cũng được. Trời ơi, cho không vừa lấy chi? Trong nhà mà không vừa là lấy chi? Gì vậy? Ủa bà like em đâu có like đâu chị, bữa nay em có like bà like nè, bộ tay cánh tiên nè. Ủa gì vậy? Ủa alo vậy là chị nào vậy? Chị không có cho từ thiện ai rồi. Rồi chốt giùm em. Trời em cũng vậy, em nói em thề luôn. Đồ em có những cái áo bà ba mà mấy năm trước em bán á chị Hằng, mấy áo bà ba bông mà mấy năm trước em bán á, em thích em để em mặc thôi, em để chứ em chưa mặc một ngày nào luôn, em vẫn cho luôn. Em nói thiệt, không phải em nói em là thần thánh phương nào hay là lòng tốt gì, có những đồ em mặc một lần có những cái đầm em chưa mặc lần nào em vẫn cho luôn, em nói thật sự luôn á, không phải mãi đâu. Trời ơi trời, mình mặc không vừa mình cho người ta. Bà này là kiểu bà này nghe, mua đồ về là phải vừa nghe, vừa y nha. Ông vừa đọc lấy. Giờ còn nhiều người thấy chiếc ăn chiếc mặt kìa. Đúng rồi, 58 chiếc mặt tây ba đồ em mặc 120. Chốt em nha, chốt em bộ này là bộ da đi. Ủa ấy, cái gì? Bộ này chốt em bộ da. Đâu chị? Nằm ở cuộc đời nào rồi? 2, 3, 4. Da này em còn 2, 3, 4 là kéo lại luôn chị. Ừ. Da này em hết 5, còn 6, còn 2 đâu chị? 2 hết rồi phải không? Em còn 3, còn 4, còn 5, còn 6 là hết. Dạ ok. Cho đồ ngủ. Đồ cũ đúng rồi, em thì em không ngại. Em không ngại cái vấn đề đồ cũ. Tại vì em đồ của em là toàn là mới 80-90%. Nhưng mà em chỉ ngại cái vấn đề là em quá nhỏ con. Liệu cho người ta mặc có vừa hay không? Tại có mặc có số 1 à. Rồi, chốt em da 5 cho Diễm nè. Ủa? Không có nữa, ủa da 5 không có Diễm ơi, xui rồi. Da 5 không có, có da 6 rồi Diễm ơi. Bộ này 120 nha mấy chị, đẹp lắm, giải AT xịn như mấy AT Mỹ á. AT Mỹ không phải thông thường, nó 80 với tơ qua. Mấy chị biết tơ qua với Sulen là nó ba đứa bạn thân nè. Tơ qua, Sulen với AT Mỹ thân với nhau. Sorry. Da cái bộ em đang mặc có 2, có 4, có 6 thôi. 120. Nó dúng ngực mấy chị nè, nó không đẹp lắm. Chốt em. Da
À da này có một, da này có một nha. Hôm bữa mua hai. Ủa vậy á, ủa gì kỳ vậy, để em kiểm lại chị Thủy. Da này em có một, có hai. Có một, có ba, hai hết. Có bốn, có sáu luôn hả? Ta cánh tiên là mặt đẹp lắm. Em có giả quấy nữa mấy chị. Sao em thấy đồ không vừa mà lấy làm chi trời ơi. Ủa bộ bây giờ, ủa bây giờ mấy chị họ nói tới tức mấy bạn. Ủa tôi thiệt, tôi tức, tôi thiệt nói, tôi thiệt mấy tôi đập đầu cái tường chết mẹ nó cho rồi. Ủa mà không lẽ bây giờ tặng bây giờ phải vừa mấy bà, nó kỳ lộn không thiệt. Đã cái nư tôi là đã nư tôi hiền rồi hà, mà sao cứ vô đây tôi nói này nó nổi hoài, nư hiền khô mà thiệt á. Đó bây giờ tặng là phải vừa mới được nha. Ừ, khổ ghê. Vậy hả chị, rồi ok chị Thúy. Người ta tặng người ta không, ê, người ta tặng người ta không sợ, mà mấy bà nhận mấy bà sợ. Ngộ vậy. Rồi chốt giùm em nhí xanh. Gì vậy? Có 1, có 2, nhí xanh này có 3. Có 4, nhí xanh hết 5, còn 6. 1, 2, 3, 5, 6. Để cho Diễm nó coi số 5 nè. Số 5 còn bông này nè Diễm ơi, để cho con coi Diễm. Dạ. Thiệt muốn tức muốn chết luôn. Tặng mà cũng vô cũng sân si nè. Số 5 đưa dùm em caro đỏ. Số 5 em còn caro đỏ nè. Caro da, à, caro xanh nè. Rồi à, có đen vàng nè. À, đen nâu nè. Rồi à, có beo nè. Có beo nè. Rồi có màu vàng nè. Có màu vàng và màu xanh số 5 nè. Nhí xanh số 4 nha chị. À, con nhí xanh số 4 nha chị Liên Lê. Số 6 cho An Mai. Bởi vậy ta nói không biết làm sao mà để vừa lòng tất cả mọi người, đúng không các chị? Không biết sao mà để vừa lòng tất cả mọi người. Mà việc gì mình phải đi làm để hài lòng tất cả mọi người, đúng không các chị? Việc mình làm thôi, đúng không? Mà nhiều cái bán là nhiều cái tất cả mất mộng đi. Đen vàng số 5 cho Diễm. Đập đầu không chết mà nó hù sống. Trời ơi, đập sao mà gãy sống mũi ngon luôn. Cái gì? Số 5 á. Ừ thì số 5 hết rồi chị. Xanh số 5 cho Diễm. Dạ. Gái hiền ai hơn cái đây. Giỡn cái chị. Rồi chốt giùm em một caro đỏ này đi. Mau già tặng cho cô một bộ số 2. Dạ hết rồi cô ơi, con còn số 6 thôi. Rồi chốt giùm em, ý là tặng có nói đó nha. Em tặng số 6 nha, mấy chị nhắm lấy lượt lấy không được thì thôi. Định mua số 5 mà nghe hết số 5 rồi mua số 6 rồi ok. Chưa xem đầu nữa hay chị Linh, rồi chốt giùm em caro đỏ này 120 bộ nha, rất là xịn. Giải chuyến này em về, em gái về xịn cho chị lắm. Caro đỏ này em có 2, có 3, có 4, có 5, có 6 đều xay 120. Trời ơi đẹp lắm. Caro đỏ này em banh tới cái số 5 ra lần nè. Đẹp luôn. Nào Gia Tân. Đen vàng có 6 chị. Đen vàng mở ra giùm em ơi. Đúng rồi. Đen vàng này em có 1, có 3, có 4, có 5, có 6, 5 hết luôn rồi, 5 hết hả chị? Còn ở đó đen nâu mà. Đen vàng nè, còn 1, còn 3, còn 4, còn 6, số 5 hết đen vàng rồi. Còn. Gì? Đọc đen vàng cái mẫu khác làm gì vậy? Mày quên trời trời. Trời ơi trời, trời chết. Lắm. Chốt em đen vàng số 6 nè chị. Cái này số 6 cho chị luôn nè. Hiện chết mà mấy chị cũng sao với em á. Chốt em bộ này là bộ nhí xanh. Mặc đi cho coi. Mặc chụp hình em nha, quay nha. Quay phim em nha. Mấy chị mua giỏ váy không? Em lên giỏ váy cho đem màn số 6 cho chị Thu Nguyễn. Lên lại giỏ váy hồi nãy mấy chị vô sao coi không được. Hay giúp em nó bớt quá.
đen vàng, đen vàng tay lỡ hả? Đen vàng tay lỡ, chị hỏi số mấy chị Thúy ơi? Hỏi số mấy đi chị, em coi còn không? Còn đó nhưng mà không biết còn size của chị không. Đen vàng mẫu tay lỡ ghép đen. Đen vàng số 1 còn. Còn không? Hả? Ừ. Còn chị Linh ơi. Đen vàng tay lỡ còn chị, đen vàng tay lỡ số 1 còn. Nè, đen vàng tay lỡ số 1 em còn nè. Lấy báo em. Đầu to nè, đầu to hết rồi chị ơi, còn size nhỏ không? Bộ đồ to đi bán có 50, không thích nữa thôi. Bán giá mềm. Đen vàng số 1 tay lỡ nó cùng bông với lại cái tay cánh tiên, chị nào lấy nào lấy. Giả váy thì 101. Tại giả váy này em ôm được có lô vải này nó sale. Hoa nhí hả? À, hoa nhí em có nhí xanh. Chứ có cái mẫu này. Chị Liên Lê mặc số mấy? Bà ba đâu có lên. Đen vàng số 1 chị Lê Thanh Thủy. Đen vàng số 1 có tay mới đưa ra đó. Trời, đâu phải lúc nào cũng lên bà ba đâu trời. Lên hồi chưa không xem thì thôi, chứ tự nhiên ta đang bán này chưa lên bà ba là sao trời. Hoa nhí em còn cái tay này được không? Hoa nhí em còn tay lỡ được không? Đen vàng số 1 tay cánh tiên còn luôn chị ơi. Đen xanh số 1, đen xanh số 1 cho chị Thanh Thủy. Tay lỡ. Đen xanh số 1 đâu rồi? Không phải, cái màu dạng dện Sơn Thủy màu xanh á. Đúng rồi. Rồi. Chốt giùm em bộ giả váy này màu tím. Đây nè, em còn cái nhí xanh màu này thôi. Nhí xanh, nhí tím cái mẫu này. Mẫu cánh tiên em hết nhí rồi. Chốt đơn giùm em là nhí xanh. Đi ra. Đi ra. Không. Nghe chưa? Con đi về gần nước nữa. Em có nhí xanh với nhí tím mà. Hoa nhí xanh tay lỡ số 5 hả? Nhí xanh tay lỡ số 5 hết rồi. Còn nhí tím này tay lỡ số 5 thôi. Nhí tím này số 5 nè, 4-5. Nhí tím chốt giùm em 4-5. Tay lỡ là nhí tím nha. Ê, trời ơi. Rồi chốt giùm em bộ giả váy 101. Sáng 1 tay cánh tiên còn chị. Lấy bộ này cho em đi. Tay sám một tay cánh tiên còn 1, còn 3, còn 4, còn 6. Đẹp lắm bộ sám này, giải rất là xịn nha các chị. AT Mỹ giùm em, không phải AT thường, em bán cho mấy chị hổng giờ đó. Bông nhí còn có nhiêu đó các bạn. Đây, chốt giùm em bộ sám. Các bạn chưa lên giả váy, các bạn một lá động thì tới chủ động mà luôn. Rồi sáng số 1 cho chị Châu Tắm. Rồi 120, hàng vải rất là xịn, đẹp lắm các chị. Rồi đi đi. Nói cái gì chỗ tôi đang like. Bắt luôn vừa lại. Đưa cho em một bộ tay cánh tiên thôi.
này ta cánh tiền chị nè. Các chị mặc rồi là tiền em tiếp, tại vì nó đẹp mà nó rẻ không. Vải này nhiều shop bán 140-150 không, tại vải nó mắc chứ không phải là tao bán mắc. Hả? Có chị Thu Thảo lấy bộ sắm xe máy chị chốt em karaoke. Ôi trời, tối ngày bán rồi đây đẹp. Chốt giùm em bộ này karaoke ta cánh tiền. Sọc vàng với một trắng số 2 hả? Hình như hết hay gì rồi. Sọc trắng hết thì sao bữa lai like, đậm em muốn vô tăng. Chốt giùm em là caro da. Đúng cái ngực caro da với caro xanh. Như cái này còn đủ size á. Caro xanh. Cho em cái xay đồ đi chị Thu Thảo, bộ xám số mấy mới được chị. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nữa. Cái gì ạ? Ôi sao mẹ lên xây gì? Nhiều chuyện quá. Chốt giùm em là bộ caro xanh. Caro xanh này em có 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mà cũng hỏi bị sao, sao mà la nữa. Còn em mặc là bộ da nha. Có đỏ nữa, em bộ này có cano đỏ nữa. Cano xanh số 4 cho Liên Lê. Cano đỏ nè mấy chị, đẹp không? Bộ hẩm chị mặc sao mấy chị quên rồi hả chị Thảo? Bộ xám xe số 4 còn không? Cái đó số 5 chứ số 4 gì? Đây cái phim. Ừ. Không biết bộ xám màu nào luôn. Xám số 4 thì chị Thu Thảo 40kg mặc xe 1 nè chị. Hơi thoải mái chút. Caro đỏ chốt giùm em. Caro đỏ nha. Nhiều người sao cao dữ ta, cao mét 65 rồi thấy ham quá ha. Caro đỏ số 4 cho cô Liên Lê. Cho mình tay lỡ, tay lỡ nó có caro xanh. Cái nào của hàng nào là nó không có trùng bông đâu chị. Tay lỡ làm gì có caro xanh số 5, tay lỡ chỉ có caro vàng thôi. Đưa em bộ caro vàng số 5 đó cho chị đó cho coi. Đâu có lấy cái bông của cái mẫu này mà gắn vào bông mẫu kia được. Nó chỉ trùng có một cái bông màu vàng đó thôi. Còn lại là nó không có trùng. Nè, caro vàng tay lỡ số 5 nè, số 6 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Là chị ăn mê. Số 5 là chỉ có vàng thôi phải không? Còn một khác không? Vàng với da. Số 5 tay lỡ này còn caro màu vàng với màu da. Số 5 đưa màu da cho em. Nè màu da nè chị. 5, 6 đều còn hết. 4 cũng còn luôn. Nè 120. Rồi caro vàng số 5 đưa em bộ đó. Có da đó nè chị. Da đẹp lắm. Nói chung caro mấy chị mặc vô rất là đẹp. Da ổng giữ con ổng nằm nữa làm như con ổng giữ lại ổng nằm phè ra đó rồi la không à chị chết là con ổng giữ lại ổng
có đen vàng, có đen vàng số số 5 thì lấy cho chị ăn mai chứ không. Đúng rồi ông ngoại. Có đen vàng số 5 đẹp lắm chứ. Ồ em thích con này lắm luôn nè bà coi nè. Xuất sắc luôn. Bông nào cũng như bông nào. Đen vàng này em còn số 4 luôn nha. Số 3 luôn, số 2 luôn, số 1 luôn, đen vàng này em còn đủ size luôn. Trời ơi nó sang dữ lắm á chứ. Giải đẹp lắm. Mà cái những cái dệt này nó dệt nhỏ 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 mặt nhìn nó ốm. Trời ơi, bộ đồ này đẹp quá. Chốt giùm em cái này em có đen vàng và đen đỏ nữa. Caroya số 2 chị Tiết Hằng. Em đang mặc nè. Caroya của cái này hay gì chị? Tay cánh tiên hay gì? Tay cánh tiên hay là tay lỡ? Chị lấy bộ em mặc hay là bộ tay lỡ? Tay lỡ nó màu da đậm hơn. Đen vàng số 4 cho Quỳnh Thanh. Đen vàng số 4 bên này. Hay là chị lấy bộ da này, da nào báo lại nha. Giờ Tết được thì em sẽ lấy mấy cái bông này về em bán cho mấy chị. Nói chung là hàng này bông đẹp đẹp không. 10 bông như một. Em mặc là cánh tiên nè, cái mã này em cũng kêu là Caroya luôn. Mã này tay lỡ em cũng kêu Caroya luôn. Chốt giùm em da nào. Bộ da này xuất sắc. Dạ 120. Cái da nào báo lại em đi chị hả? Cái bộ da đó mình còn. Đưa em bộ số 1. Kè là kia kìa. Bảy cái tiên hả bà? Đấy, em đang mặc cách tiên mà lấy cái tiên. Tức hàng trả lời giùm em đi chị. Chị tay lỡ ha, rồi chị tay lỡ số 2. Chị tay lỡ bà hốt rồi, lấy cho em một bộ đen đỏ. Đây nè, có đen đỏ này nè, đen đỏ này nè. Đen đỏ tay lỡ á. Nhí nhí á. Ừ, đúng rồi. Dạ thì em đang mặc là ống ôm nè chị. Em đang mặc là đồ bộ ống ôm nè chế. Em đang mặc là ống ôm nè, đẹp lắm. Giải này 120 nha, giải này xuất sắc. Trời ơi đen đỏ nè mấy chị. Trời ơi đẹp chưa. Đen đỏ với đen vàng. Lấy một bộ đen vàng size 1. Rồi. Rồi được. Rồi ok chị Linh đen vàng số 1 tay cánh tiên. Tay cánh tiên. Đen vàng. Đây nè. Trời ơi trời. Hết biết rồi chứ. Đen đỏ số 3 chốt Quỳnh Thanh. Hết biết bà luôn. Đây nè. Đỏ đẹp quá. Còn nó la còn hơn bà dịch. Đẹp không bà vậy, xuất sắc luôn ha. Cái kiểu nó cũng đẹp nữa. Kiểu này em thiết kế. Lý em thiết kế là cái này nó vuông xuống như nè. Tim mà chỉ cắt cho em bầu thì thôi cũng được. Còn bông là mình chưa thử. Mở tay lỡ mình. Rồi nãy mới dơ lên rồi. Đưa em vào đỏ tươi đi. Ừ. Dạ đúng rồi. Sang lắm. Em gọi số 3 em chút chị Thảo. Nè em đứng gần cho mấy chị coi cái sớ giải nè. Em đứng gần cho mấy chị coi sớ giải nè đẹp không? Sang lắm. Nói
chung là lên anti Mỹ này chị mua được ghiền lắm. 120 em bán rất là mềm, bộ em lời có 15.000. Tại vì mình bán được 5 không chị? Chắc chưa. Nhiều lắm rồi. Ừ, cái mẫu cánh tiên mình bán muốn hết luôn á. Hết màu rồi. 120 nha mấy chị. Đó, đẹp chưa? Cái bộ này em có đỏ với tím. Đỏ với hồng. Giải đẹp lắm. Giải này á, có chị mặc á, nó không có đủ lông mà nó rất là lâu vậy. Lâu giãn, lâu nhũng giải hơn cái vải Ati Hàng. Ati Hàng thì cái chị mặc nó, cái chị ấy nó hơi bị nhũng giải như kia ha. Còn cái này nó chị mặc hoài hoài không có gì hết trơn. Nè, chốt giùm em hồng với đỏ nè. Đẹp không? Quần là 2 túi rồi, khỏi phải nói rồi nha. Rồi chốt em đỏ cái này hồng nè. Đỏ em đang mặc là đỏ tươi nha. Hồng. Hồng hay tím gì cũng được. Cái này nó hơi màu màu quá, hồng hồng tím tím nha. Phải xịn nha. Đỏ đẹp. Ngày nay em thay không dưới 100 bộ đồ. Ừ. Bên này là chị để tay lỡ xong hả? Ừ. Đưa em tay lỡ đi. Đưa em cái đen. Đen vàng. Quần sen. Tay lỡ cũng 120, tay ngắn cũng 120 à. Bả bán cho chị đồng giá thì chị bán thôi. Em bán cho mấy chị đồng giá, xưởng bỏ em đồng giá, em bỏ cho mấy chị đồng giá. Sắc nách bỏ cũng vậy đó, lúc trước bữa mai em đô sắc nách cũng bỏ đồng giá luôn à. Ngộ lắm. Trời ơi, má ơi. Trời ơi, đen vàng. Đen vàng hình như em còn, hình như hầu như là đủ say. Đen vàng này còn số 5 luôn. Có 120 thôi, dễ xịn nha. Sang lắm mà giải rất là xịn, cầm vô nặng tay. Em sale hàng cho mấy chị riết, mấy chị mua hàng mấy chục nó quen rồi chứ hàng này mấy chị mua đi. Em nói thiệt, hàng này bây giờ giá sale cũng không có giá mà 90 nữa, 80 nữa. Hàng này mà giá sale cũng không có giá đó luôn á các chị. Chúc em mã này mã đen vàng nè. Mình có đen nâu mà hình như đen nâu của cái tay cánh tiên phải không? Số 4 hình như còn nhí nhí tím nè. Nhí dương, nhí tím nè. Nhí tím em còn nè. Nhí cầm này số 3 nè. Rồi bộ dưới tím thì đã lắm, ngọt ngào. Ngọt ngào đến mấy cũng thơm hơn mấy. Dưới tím này còn số 5 một bộ luôn. Số 6, số 4, số 3, số 2, số 1 luôn. Dưới tím còn đủ xay. Còn duy nhất bộ số 5. Trưa mai em bán mấy lô này thêm một lần nữa là chắc hết á. Trưa mai bán giả quấy. Dưới tím số 3. Nhí xanh, nhí xanh này còn 3 còn 4, nhí xanh cũng đẹp. Trời ơi, bộ đồ này nặng nụi luôn trời. Thay cái bầu này thái hay gì vậy? Thái nhí nhí gì hả? Mình ở nhà. Sao em thái mấy cái nào mà bông to to giống vậy nè? Cái dạnh dạnh vậy nè, nó sang. Chị bự bự lớn con, bự bự như xung quanh. Vậy hả? Còn như con nhỏ thì tự nhiên thì cũng sang. Vậy hả? Phái nhí hả? Em thì em không phái nhí. Em phái bự 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 dạnh 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 dạnh. Mà em mặc con nhí thì cũng sang lắm. Em có mà em có hai bộ con nhí đó. Em mua hai bộ con nhí đó, mua ở chợ 160 một bộ đó trời. Ừ. Cái kiểu ra ná như cái kiểu này nè. Mà cái giải y chang luôn.
cái bộ bông của em là cái bộ tấm thiên y chang cái bộ đó luôn, em đeo đó y chang luôn, tay tấm thiên vậy luôn á. Ừ, bữa có mặt đó, đang già số một bên chốt chị Hữu Tuyền đang mặc á, tay lỡ à, đang vàng đây nè, tay lỡ nằm đâu, lỡ đây ở số một đâu nè, đang vàng nè. Ủa đang vàng đây ông, ủa cái này là cái gì? Đèn vàng cái đó đó là cái này hả chị Lê, chị Hữu Tuyền, cái này hả, này đang vàng phải không, còn không chỗ này hồi nãy em kêu là cái gì, chốt này giùm em sơn thủy vàng đi, đúng rồi đó, này là sơn thủy vàng, sơn thủy vàng em, sơn thủy vàng hay đen vàng, em đọc lộn rồi, đen vàng cái nhí nhí kia, chị lấy bỏ em mặc phải không. À, chị lấy cho em bộ nhí tím này mặc đi. Dạ rồi, bộ đó sơn thủy vàng giùm em đọc lộn mã rồi, đen vàng cái kia. Số 1 hả? Có nhí xanh nữa mà, nhí xanh hết số 5. Thôi đưa em mấy nhí xanh đi, nhí xanh này quá. Tại nhí tím nãy có mặt. Nhí xanh là nhí số lớn à. Số 3 rồi. Sao tự nhiên làm số 3 vậy? 102 giải đẹp miên man cuộc đời luôn. Một mẫu giờ em lên có 200 mà em không dám lên nhiều. Nhí tím tay lỡ cho Nhi Dương. Số 4. Dễ xịn lắm mấy chị, rồi mình giải là mấy chị biết nhí xanh nha. Nhí xanh, nhí tím. Đẹp hết mấy chị. 102. Nhí xanh này hết số 5. Còn 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 4, 6, 5 hết nha. Trời ơi, chắc chắc. Dưới xanh, lấy thêm bộ dưới xanh này nữa đi, chị Tuyền đẹp quá nè. Em có dưới tím nữa mà dưới tím hết số 5. Con dưới này em chọn đó, bây giờ được con cái họ. Gửi bông qua em chọn bông. Đẹp. Rồi muốn mặc bông gì thì em mặc cho coi nè, rồi em xuống like. Sao em cứ địa địa cái mấy cái bộ màu caro. Ờ caro đẹp gì đâu luôn. Giúp em bộ này bộ hồng đi. Nhí xanh số 1 cho chị. Cái xanh này đó ơi. Nè. Rồi chốt thì em bộ này bộ hồng. Bộ này còn 1 đến 6. Số 5 còn được bộ. Lúc đầu á, lúc đầu chụp mẫu em cứ nghĩ là cái mẫu này sẽ bắt đắt hơn cái mẫu ta tấm tiên. Ừ, nhưng mà không ngờ cánh tiên bán đắt hơn là mẫu có tay. Đứng gần cho các cận cảnh cho các chị coi. Sang lắm, có 120. Mê tay cánh tiên quá hả? Dạ, tay cánh tiên mặc rất là mát. Cánh tiên số 4, chị có muốn mặc thêm màu nào không chị Liên? Chị Liên có muốn mua thêm nữa không? Số 4 để em lên số 4 cánh tiên cho chị thêm nha.
số 4 em còn cái beo nè, đưa cái beo cho em nha chị. Cái beo, beo 4 á. Ừ. Đúng rồi. Ồ vậy bộ đồ ra muốn tan nát đầu tiên. Beo này hình như em còn đủ xay luôn nè. Beo này là nâu á, màu nâu á, rất là sang. Tại mấy chị thấy trong hình vậy chứ ngoài nên sang lắm, vải rất là đẹp. Mặc vô là thấy cái bông thôi là biết vải xịn rồi. Nhìn cái bông thôi là biết vậy mình mặc dễ xịn rồi. Em nói thiệt, em bán bộ đồ không bằng đôi dép. Điểm hôm em thấy bà kia bà bán đôi dép không là 199.000 một đôi, 180.000 một đôi. Bộ đồ em không bằng đôi dép luôn, thiệt rẻ vậy đó. Hàng này là phải bán 140 á. Vải nó rất là ok. Nè beo nè, em lên thêm dài bông số 4 cho chị chọn. Các bạn bọc bay mất rồi hả chị? Beo này em còn đủ xay luôn. Số 4 còn gì dơ lên thì em. Tím hả em? Ủa caro tím nào? Caro mình đâu có màu tím. Chị lấy mẫu nào vậy chị Hữu Tuyền? Mẫu có tay hay gì? Với tím chị lấy rồi. Em bận là hồng. Em bận là hồng. Chị lấy hồng thì báo em. Nè số 4 em có màu vàng nè. À màu vàng giống cái logo em đang mặc luôn. Nhưng mà em mang cánh, cánh tiên 120 màu vàng. À, có tay em chỉ có caro đỏ, caro vàng. À đang mặc là hồng. Hồng số 1 chị Tuyền. Số 4 em có vàng, có xanh nè. Đẹp lắm. Bộ đồ này hơn một tí. Rồi ok chị, em chốt với chị rồi. Beo mà rồi. Đưa giùm em phát, dơ giùm dở lên thì em có cục số 4 này coi ở dưới là bông gì hả? Đúng rồi. Nâu hả? Đưa em có bông màu nâu số 4 rồi. Ok em. Ok trọng bảo để mai cảnh kêu cho chị chọn. Xanh số 4 chị Liên Lê. Bông nâu nè. Trời ơi. Chấn động mùa đầu. Nâu nè em còn đủ xay luôn, có số 5 còn luôn. 5 6 luôn. Nâu. Trời ơi. Cái dạng dện vậy nó cái dạng sơn thủy nè, sang màu đồ nặng liệu luôn. Vải rất là đẹp, 120. Nâu, chốt giùm em có 1 2 3 4 5 6 luôn. Cánh tiên này mặc đẹp lắm. Rồi em xuống like nha mấy chị. Hẹn mấy chị trưa mai nha. Bây giờ mai chưa về nữa trời ơi. Chán kìa. Xuống like nha mấy chị yêu em. Thôi em muốn sớm nè.